Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, các cuộc chiến tranh gần đây như Azerbaijan, Armenia vào năm 2021 hay cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay đang cho thấy rõ xu hướng sử dụng các thiết bị vũ khí tự hành, thông minh, vũ khí chính xác cao, vũ khí hàng không vũ trụ, trong đó nổi bật là các loại UAV cảm tử. Những chiếc UAV cảm tử không chỉ làm thay đổi hình thức chiến tranh hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cho tất cả các quốc gia bắt buộc phải sở hữu loại vũ khí đặc biệt này nếu không muốn thất bại ngay từ vạch đích trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Vậy Việt Nam của chúng ta có bị lạc hậu trong cuộc chạy đua này hay không? Tin vui là không hề các bạn ạ. Thậm chí, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta còn đi trước đón đầu trong việc nghiên cứu và đã hoàn thiện loại UAV cảm tử với đầy đủ tính năng ưu việt và sẵn sàng chiến đấu khi cần. Vậy sức mạnh của UAV cảm tử Made in Việt Nam đến đâu? Cha đẻ của nó là ai? Các bạn hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, UAV cảm tử hay UAV tự sát là một vũ khí tấn công đường không. Đây là loại vũ khí có khả năng bay tuần tra xung quanh một khu vực nhất định và tấn công khi đã xác định chắc chắn mục tiêu. Các loại UAV cảm tử thường có kích thước nhỏ gọn và có thể được phóng từ mọi khu vực. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của UAV cảm tử chính là việc loại vũ khí này khó bị phát hiện, trong khi mang lại cho người sử dụng khả năng tấn công các mục tiêu tầm xa với giá thành phải chăng. Các UAV cảm tử được thiết kế để sử dụng một lần, không giống với các loại UAV vũ trang thông thường được thiết kế để phóng các loại tên lửa trước khi quay trở về căn cứ. UAV cảm tử sẽ lao vào mục tiêu và kích nổ đầu đạn, qua đó bị phá hủy trong cuộc tấn công. Theo Times of Israel, khi xung đột bùng phát giữa Azerbaijan và Armenia ở khu vực Nagorno-Karabakh vào năm 2020, những UAV cảm tử như Harrods do Israel cung cấp đã đem lại lợi thế lớn cho quân đội Azerbaijan trên chiến trường khi phá hủy nhiều đơn vị vũ khí và thiết giáp của lực lượng vũ trang Armenia. Hiện nay, tại chiến trường Ukraine, những chiếc UAV cảm tử đã trở thành thứ vũ khí kinh điển và đáng sợ với quân đội cả hai bên. Thậm chí, một quan chức quốc phòng Ukraine phải thừa nhận rằng các UAV cảm tử tạo ra một thách thức lớn đối với các hệ thống phòng không khi tấn công theo chiến thuật bầy đàn. Thông tin khiến thế giới bàng hoàng nhất là mới đây, hai chiếc UAV cảm tử đã xâm nhập vào Điện Kremlin hòng ám sát Tổng thống Nga Putin. Nếu không nhanh chóng bị phát hiện, thì không biết nước Nga hiện sẽ đi đâu về đâu. Với tính ưu việt và tầm quan trọng như vậy, UAV cảm tử đã trở thành thứ vũ khí không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào. Thưa các bạn, xác định được điều đó, nhưng để sở hữu được những chiếc UAV cảm tử thì lại là một bài toán không hề dễ. Nói không dễ ở đây là vì sao? Không phải chúng ta không có tiền mua mà buộc phải sản xuất được nó. Bởi lẽ, theo tính chất là UAV cảm tử, tức là nó chỉ được dùng một lần duy nhất là vứt. Vì vậy, nếu nó như các loại UAV chính xác thông thường có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đô, thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Việt Nam của chúng ta chưa giàu nên không thể nghĩ đến phương án lãng phí như vậy được. Vì vậy, chỉ khi nào chúng ta làm chủ được công nghệ tự sản xuất ra các loại UAV cảm tử này thì mới nói đến chuyện dùng nó một cách vô tư với giá rẻ nhất. Cũng chỉ khi đó thì UAV cảm tử mới có thể trở thành thứ vũ khí đáng sợ đối với bất kỳ kẻ thù nào muốn nhòm ngó bờ cõi của chúng ta được. Quay trở lại với câu chuyện UAV cảm tử Made in Việt Nam. Thực tế thì không phải đến khi UAV cảm tử làm mưa làm gió ở chiến trường Ukraine thì Việt Nam mới nghĩ đến nó, mà kể từ năm 2021, Bộ Quốc phòng đã định hướng và yêu cầu Trung tâm UAV thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, gọi tắt là Công ty VHT, bắt đầu nghiên cứu, chế tạo UAV cảm tử. Sau hơn một năm nỗ lực tự thực hiện, VHT đã nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm thành công về nguyên lý một mẫu UAV cảm tử. Trước thách thức ngày càng lớn và yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, Trung tâm UAV cũng đặt ra mục tiêu, quyết tâm, nghiên cứu chế tạo thành công mẫu sản phẩm UAV cảm tử, sẵn sàng đưa vào sản xuất với mục tiêu nghiệm thu trong quý 3 năm 2023.
là quý 3 năm nay nhé các bạn. Và để mục tiêu này cán đích, hiện nay trung tâm UAV của Viettel đã đề ra được các giải pháp rất cụ thể từ nhận thức đến hành động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng kiểm soát tối đa về chất lượng của UAV. Trung tâm UAV cũng tập trung nguồn lực về công nghệ, con người của VHT cho ngành UAV trên các mảng thế mạnh liên quan như quang điện tử, điện điện tử, tiêu chuẩn và đo lường, v.v. Xem tất cả các thành phần của UAV từ đơn giản đến phức tạp là các công nghệ lõi, tổ chức các nhóm nghiên cứu và đảm bảo độ tin cậy, đưa sản phẩm thử nghiệm tại đơn vị, đánh giá khả năng vận hành, từ đó cải tiến điều chỉnh phù hợp với đặc điểm tác chiến của quân đội. Ngoài ra còn hợp tác với các đối tác đến từ Pháp, Ấn để chế tạo khố chiến đấu ưu việt của UAV Made in Vietnam. Vâng thưa các bạn, vì tới quý 3 nó mới chính thức ra lò và sản xuất hàng loạt, cho nên thời điểm hiện tại, thứ vũ khí này vẫn chưa thực sự được quân đội công bố công khai chi tiết về hình dáng và cấu tạo. Thế nhưng trong triển lãm quốc phòng vào năm 2022, ở quy mô nhỏ, người ta đã thấy xuất hiện một mẫu UAV được cho là phiên bản chưa hoàn thiện hoàn toàn của sản phẩm UAV cảm tử này. Nó được gọi tên là UAV 2X. Vì sao lại nói đó là phiên bản của UAV cảm tử? Vì khi xuất hiện, người ta phát hiện bề phóng của nó là một giá thuôn dài được đặt trên giá hai chân. Đây là loại UAV đầu tiên của Việt Nam được sở hữu bề phóng kỳ lạ như vậy. Nếu như không tinh ý so sánh với các loại UAV cảm tử trên thế giới, thì chắc chắn người xem sẽ tưởng tượng ra đó là một loại vũ khí nào khác chứ không phải UAV cảm tử. Các bạn thân mến, theo các chuyên gia quân sự trong nước, hiện nay công nghệ của các dòng sản phẩm UAV trên thế giới được chia thành 4 thế hệ. Thế hệ 1 là các loại UAV trong Thế chiến thứ 2 điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến. Thế hệ thứ 2 từ năm 1986 trở đi là các loại UAV điều khiển tự động theo hệ thống định vị toàn cầu GPS. Thế hệ thứ 3 từ năm 2010 trở lại đây là những loại UAV có thể hoạt động mà không có GPS và bị tác chiến điện tử mạnh, cùng với đó là nhỏ hóa các vật tư linh kiện, thiết bị đa nhiệm hơn. Thế hệ thứ 4 là thế hệ UAV bầy đàn được trang bị các công nghệ trí tuệ nhân tạo mới xuất hiện từ năm 2015 trở lại đây. Số ít các nước đang phát triển nghiên cứu dòng sản phẩm này. Trên thế hệ thứ 4 là loại UAV tự vận hành, tự trị hoàn toàn như dòng X-47B của Mỹ. Hiện tại, phần lớn UAV trên thế giới về mặt công nghệ đang ở thế hệ thứ 2 và thứ 3. Về mặt sản phẩm có liên quan đến đặc điểm sử dụng thì hiện có 4 xu thế phát triển. Xu thế đầu tiên là chuyển từ các loại UAV trinh sát sang loại UAV cảm tử, mang vũ khí tấn công bằng tên lửa. Xu thế thứ 2 là UAV hạ cánh thẳng đứng. Trước đây, UAV phải dùng đường băng, các hệ thống phóng để cất hạ cánh, thì bây giờ cất hạ cánh thẳng đứng. Xu thế thứ 3 là đa nhiệm. Các loại UAV cỡ nhỏ vừa mang vũ khí, vừa mang các loại khí tài trinh sát và các khí tài chế áp điện tử. Đây là các đặc điểm thuộc loại UAV cỡ lớn, bây giờ được trang bị cho UAV cỡ nhỏ đa nhiệm hơn. Xu thế cuối cùng là các loại UAV cỡ nhỏ thì càng nhỏ hơn, đa nhiệm hơn, dễ sử dụng hơn. UAV cỡ lớn thì mang được nhiều khí tài, vũ khí, trang thiết bị hơn, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Vậy thì UAV cảm tử mà Việt Nam đang phát triển là sử dụng công nghệ nào? Theo Trung tâm UAV thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đang phát triển, các loại UAV cảm tử cất hạ cánh thẳng đứng, đa nhiệm thuộc dòng UAV cỡ lớn mang vũ khí tiếp cận với thế hệ thứ tư, tức là sở hữu công nghệ hiện đại nhất thế giới. Thật tuyệt vời phải không nào các bạn? Đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi đâu ạ. Và chúng ta hoàn toàn tự tin và khẳng định rằng tập đoàn Viettel đủ khả năng phát triển thành công UAV cảm tử như mong muốn. Bởi lẽ trước đó, cũng chính Viettel đã cho ra đời rất nhiều dòng UAV ưu việt từ thương mại, dân dụng đến quân sự. Điểm danh một chút danh sách này, có thể thấy hiện nay Viettel đã sở hữu hệ thống radar cảnh giới phòng không và cảnh giới biển, hệ thống cảnh giới vùng trời VQ-1M và đặc biệt là máy bay không người lái UAV. Năm 2015, sản phẩm VUA SV-3G đã được các kỹ sư của VHT chế tạo thành công và đưa vào thử nghiệm. Đến năm 2018, UAV của Viettel đã được đưa vào trang bị trong quân đội. Một trong số đó là máy bay hạng nhẹ tầm gần VUA SC-3G
do VHT sản xuất, có khối lượng cất cánh tối đa 26 kg, bay liên tục 3 tiếng đồng hồ với vận tốc lên tới 120 km/h, bán kính hoạt động 50 km, pin bền và khả năng chống chịu gió lên tới cấp 5. Thiết bị này có nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu trên biển, đất liền. Tiếp đó, tại triển lãm Indo Defense 2018, Viettel đã gây chú ý với báo chí quốc tế bằng sản phẩm UAV cỡ nhỏ có tên gọi Sigra, trọng lượng 26 kg và sải cánh 3,5 m. Sigra với khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, phù hợp triển khai trong không gian nhỏ hẹp. Hai loại UAV do Việt Nam sản xuất nói trên khi xuất hiện đã khiến cho bạn bè quốc tế vô cùng ngỡ ngàng và thán phục. Các bạn thân mến, với những gì đã làm được và sự quyết tâm mà Trung tâm UAV thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã đặt ra, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng trong quý 3 tới, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng phiên bản mới nhất, hoàn thiện nhận sản phẩm UAV cảm tử Made in Vietnam, phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!